kịp thôi. Này có tiếp nhiều khách không? Nghe nghe mệt mỏi thế nhỉ? Biết nghe vậy vậy đây mấy anh em tôi ra đây mua mà nhiều lắm này. Nay bộ ra lấy một cái kiếm đi. Ngày làm hai bộ giàn là hết hơi rồi ạ. À, tôi chỉ giàn nhà tôi mấy bộ, là lớn hơn cho bộ giàn tôi. Và thời gian tôi mua bộ này về là để cho các cháu nó có công có việc gì là tôi cho mượn, chứ tôi không cho thuê. Đấy, để riêng gì dành riêng cho bốn quả to này để cho anh em công việc nhỏ đám cưới hay là công việc nhỏ nhỏ là các cháu lấy về đâu. Tôi cho tiền đi thuê cho người về thì tháo cho xong đấy. Đấy là thế là mà nó thuê. Nhưng mà khi nó tóc được mấy ngày mà nó không còn mấy nữa. Thank you.
đeo.